nhớ là Tùng nhớ, nếu mà các bạn biên tập nhớ là chúng ta đã có lịch mời Isaac ngay từ lần đầu tiên quay hình của Studio H9 là nhận lời xong rồi lại chuyển, nhận lời xong lại chuyển 3 lần liên tục. Quý vị ơi, mình nói về cái chuyện là có một số mình phải quay lại không? Đây là nhân vật duy nhất phải quay lại toàn bộ chương trình, nhưng cái yêu cầu quay lại lại không đến từ ban biên tập. Ekip phải đến tận nhà và kể trước kịch bản và thuyết phục và nói tất cả mọi thứ bằng một cái sự tâm huyết cực kỳ lớn thì khách mời đó mới chịu đến. Đây đã trở thành một số ngoạn mục nhất là quay không hết toàn vẹn kịch bản. Đó là số duy nhất không quay đúng kịch bản. Xin chào tất cả quý vị khán giả cùng đến với chương trình Studio H9 hẹn cuối tuần. Và chắc chắn là quý vị, nhất là những ai mà đã từng theo dõi chương trình này rồi, sẽ nhận ra hình như có một điều gì đó khác biệt xung quanh Tùng, phải không ạ? Điều đặc biệt đó chính là chúng ta vừa đi qua trọn vẹn 1 năm nữa cùng với chương trình Studio H9 hẹn cuối tuần. Chúng ta đã có một mùa nho nhỏ vào năm 2018 và 1 năm trọn vẹn vào năm 2019 để cùng đến với rất nhiều những nhân vật khác nhau, kể rất là nhiều những câu chuyện trong thế giới giải trí, nghệ thuật khác nhau, cũng như là có rất nhiều trò chơi. Và tất cả những điều đó sẽ được kể lại trong những số tổng hợp này để chúng ta cùng nhìn về 1 năm với chương trình Studio H9 hẹn cuối tuần. Điều đầu tiên đó chính là câu cảm ơn của Tùng dành cho quý vị khán giả. Xin đại diện cho các bạn biên tập viên, anh chị em sản xuất chương trình này gửi đến quý vị lời cảm ơn bởi vì quý vị đã theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì hôm nay thật ra trong khán phòng này chỉ có một mình Tùng thôi. Và Tùng lần đầu tiên được Diễm Phú trở thành nhân vật của chương trình bằng cách là Tùng sẽ trả lời những câu hỏi của chương trình này. Và những người đặt câu hỏi là ai sẽ không phải là host Tùng Leo như mọi lần nữa, mà sẽ là nhóm các bạn biên tập viên của chương trình Studio H9 hẹn cuối tuần năm 2019. Xin chào các bạn. Chào mọi người. Nó sẽ chào một cách mà nó vui vẻ hơn được không? Xin chào mọi người. Quý vị thân mến, họ chính là những người đã tạo nên linh hồn của chương trình, đó chính là mảng nội dung, những thành viên ban biên tập của ban ca nhạc đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì họ sẽ là người đặt câu hỏi và Tùng sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến chương trình Studio H9 hẹn cuối tuần. Rồi bây giờ mình bắt đầu phần đầu tiên ha. Phần xếp lịch, phần khó nhất trong chương trình. Trời ơi không biết đối với anh Tùng thì là anh Tùng xếp lịch mời được ai đến đây mà phải gian truân nhất? Thực ra thưa quý vị biết không, các nghệ sĩ đến đây á, thì tụi Tùng chia ra những nhân vật như sau. Thứ nhất á, là những nhân vật đang có độ hot tại chỗ, nghĩa là các nhân vật đang có những cái sản phẩm mang tính thời sự, ví dụ như chuẩn bị ra MV ca nhạc, chuẩn bị ra mắt phim, chuẩn bị có vở kịch mới, vân vân. Ai có cái gì mới là Studio H9 mời hết. Và hầu hết những nhân vật đó thì họ rất là sẵn lòng tham dự chương trình, bởi vì chương trình bao giờ cũng ghi hình trước khi mà phát sóng khá là lâu để mọi người có thể sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên có một nhóm những nhân vật đặc biệt, đó là những ngôi sao, thì họ rất là bận. Và chính vì họ bận cho nên là chương trình rất là khó sắp xếp. Một số người mà sắp xếp mãi không được đó chính là, đầu tiên là ví dụ như chị Hà Trần nè, tại vì lịch của chị thì không có ở Việt Nam nhiều ha. Người mà mời hoài cuối cùng mới tham gia được đó là Isaac. Tùng nhớ nếu mà các bạn biên tập nhớ là chúng ta đã có lịch mời Isaac ngay từ lần đầu tiên quay hình của Studio H9 là chúng ta đã có lịch mời rồi. Vậy mà cho đến gần cuối năm chúng ta mới có thể gặp Isaac ở trên sóng. Điều đó cũng minh chứng là Isaac có 1 năm rất là sôi động về công việc, đúng không ạ? Xin chúc mừng cho bạn ấy. Chị Phương Thanh, chị Phương Thanh là trường hợp đặc biệt nhất luôn, tới giờ vẫn chưa xếp được luôn. Chị Phương Thanh là người đặc biệt hơn các nghệ sĩ khác ở chỗ là nhận lời xong rồi lại chuyển, nhận lời xong lại chuyển 3 lần liên tục. Quý vị ơi, 3 lần liên tục là cái công việc của chị Phương Thanh nó bị những cái vấn đề tại chỗ nên không có tham gia được. Nhưng mà thông qua đó thì tụi Tùng cũng muốn là cảm ơn chị Phương Thanh là bởi vì là chị rất là nhiệt tình. Hầu hết tất cả những ngôi sao khi đến với chương trình này họ đều rất là nhiệt tình. Có thể là vì sự yêu quý dành cho HTV, dành cho chúng tôi, những người thực hiện chương trình này, và hơn cả là dành cho quý vị, những khán giả yêu quý HTV. Các cái Sơn Tùng MTP là nhân vật mà được fan đòi lên sóng nhiều nhất. Cái nói một trong những nhân vật được xem là được mong chờ xuất hiện trên Studio H9 nhiều nhất, đó chính là Sơn Tùng MTP. Cũng giống như những nghệ sĩ mà Tùng yêu quý khác thì Tùng luôn luôn mong muốn nhân vật này sẽ xuất hiện ngay từ những số đầu tiên. Không biết là các bạn có nhớ là ngay từ số đầu tiên mình đã muốn là có Sơn Tùng, mà mãi bây giờ sau một năm hơn rồi thì Sơn Tùng vẫn chưa sắp xếp thời gian để có thể tham gia được. Nhưng đây cũng chính là lời tâm sự của Tùng Leo dành cho Sơn Tùng. Đó chính là: Sơn Tùng ơi, nếu mà bạn vẫn chưa có thời gian để tham gia chương trình này thì hãy cố gắng sắp xếp. Bởi vì đó không phải là món quà dành cho Tùng không đâu, mà là còn dành cho khán giả của bạn. Tất cả những thành viên trong gia đình Sky đều vẫn gửi thư về thường xuyên để hỏi khi nào Sơn Tùng sẽ xuất hiện. Mình nói về cái chuyện là có một số mình phải quay lại không? Cái này vui nè nha. Trong năm nay có một số rất là đặc biệt, đó chính là số của ca sĩ Bảo Anh. Phải nói rằng là Bảo Anh đã trở thành nhân vật đặc biệt nhất của Studio H9 hẹn cuối tuần năm 2019, bởi vì đây là nhân vật duy nhất phải quay lại toàn bộ chương trình. Nhưng cái yêu cầu quay lại lại không đến từ ban biên tập. Nghĩa là thật ra cái số quay của Bảo Anh cũng rất là tốt, tất cả mọi người đều vui, cũng rất là nhiều cảm xúc. Nhưng bản thân nhân vật thì lại cảm thấy là mình làm chưa tốt và năn nỉ rất là nhiều là quay lại chương trình. Và cái lời năn nỉ nó ác liệt tới mức độ mà Tùng và ban biên tập phải chấp nhận là quý vị biết là bà ấy đã năn nỉ tới cỡ nào. Bởi vì thật ra là không ai được quyền quay lại hết. Kể điều này ra vào cái chương trình cuối cùng này là thật ra là để cảm ơn Bảo Anh bởi vì sự cầu toàn của bạn. Tùng biết là hầu hết tất cả các nghệ sĩ đến đây đều rất là mong chờ sự cầu toàn để mang đến những câu chuyện hay nhất, những cảm xúc đẹp nhất dành cho khán giả yêu quý của mình. Tuy nhiên có một quan điểm khác của cá nhân Tùng, người dẫn chương trình, đó chính là những cảm xúc tại chỗ, những câu chuyện tại chỗ đôi khi nó có thể chệch choạc, một câu nói nó có thể không đúng ngữ pháp, nụ cười chưa đẹp, hoặc rằng là chúng ta có thể làm một điều gì đó chưa đúng, thì tất cả những giá trị đó đều mang một điều vô cùng quý giá, đó chính là giá trị của khoảnh khắc. Chúng ta có thể làm ra được rất là nhiều thứ, chúng ta có thể có một tài sản rất là lớn rồi mất đi rồi lại có lại. Nhưng mà khoảnh khắc nếu đã mất đi sẽ không bao giờ quay lại. Và Studio H9 tự hào là đã có rất nhiều những khoảnh khắc hay cùng với những vị khách mời. Có phải là cuộc sống cá nhân cũng bị tác động rất nhiều vì sự nổi tiếng hay không? Đôi khi em cảm thấy bị gò bó. Cũng có thể do là vì em nổi tiếng, lúc đó em nổi tiếng sớm quá đó anh. Thì tất cả mọi thứ với em nó đều rất là lạ lẫm. Sẽ có tất cả những cái lời mà hồi xưa tới giờ mình không bao giờ mình phải đối diện với cái điều đó hết á. Thì mình bắt đầu co mình lại. Em bắt đầu co mình lại. Gần đây thôi á, em mới bắt đầu gọi là mở ra được một chút xíu. Chứ còn không là em lại là cái người mà nhìn như vậy, nhìn cái tứ tưởng là cô này là cô phải rất là thoải mái, nhưng mà không, cứ công việc xong là em lại đi về nhà. Khi mà quý vị theo dõi chương trình này, quý vị cũng sẽ thấy là ban biên tập đã thực hiện những cái buổi phỏng vấn rất là thú vị. Gần đây thì chúng ta thấy là do đời sống của Internet, của digital càng ngày càng phát triển, nên hiếm khi chúng ta có một cái cơ hội được trò chuyện một cách chính thống và nghiêm túc với người nghệ sĩ như là một cái trang báo hoặc là một cái talk show đàng hoàng, đỉnh đạt ở trên một sóng truyền hình. Thì đây chính là một trong những cái cơ hội mà chúng tôi muốn tặng cho khán giả những câu chuyện chính thống. Vì lý do là hiện nay talk show thì rất là nhiều, nhưng những câu chuyện thật sự đi sâu vào tâm hồn của người nghệ sĩ thì không có là bao nhiêu. Và chương trình này chưa bao giờ đặt nặng vấn đề về scandal, về những tin gây sốc hoặc là những cái điều riêng tư. Nếu quý vị để ý, quý vị sẽ thấy Tùng không, hoặc là đúng hơn là tuyệt đối không bao giờ khai thác vấn đề riêng tư nếu như khách mời không có nhảy ý đó. Những cái comment mọi người nói rằng là bạn này có giọng hát nhưng mà ngoại hình thì lại trông như quỷ, nên là lại không thể nào mà làm một ca sĩ được. Có những comment như vậy, nghĩa là em có đọc được những cái comment như thế. Và em lại là một người kiểu không biết có phải rảnh hay không, nhưng mà em lại rất là hay đọc comment của mọi người. Em lên, em kể cả là em không đọc được những cái group kín ấy, là em cũng lấy Facebook của bạn bè em để em vào em xem. Nghĩa là em rất là muốn biết được rằng là khán giả họ đang nghĩ gì về mình, và để xem là mình có chất lọc được và mình thay đổi không. Thế ra em thấy rằng là mọi người có những cái comment như vậy thì ra là cũng rất là buồn, bởi vì là em cũng đã phải thay đổi rất là nhiều để có thể đẹp hơn. Nhưng mà có lẽ là khán giả họ đang cảm thấy rằng là nó đang hơi bị quá một xíu, thì có lẽ rằng là em cũng sẽ cố gắng để tiết chế lại. Và em nghĩ rằng là cái mà em cần nhất bây giờ là có lẽ em cần phải tăng cân lên một chút xíu. Và kể cả cái việc hóa trang em cũng là cái người kiểm soát nó hết. Em ngồi em làm. Em hỏi anh BB đánh môi màu gì vậy? Màu đỏ. Anh Hải Triều màu đỏ. Chị Năm Thư màu đỏ. Ủa sao ai cũng đỏ hết trơn vậy? Thôi em đánh màu khác. Đấy là em ngồi em pha. Em đánh màu khác, em đánh vậy thôi. Cái bước ra, em bước ra chỗ cái trường quay, ai nhìn em cũng nói ủa gì vậy Trung? Em bắt đầu em diễn thì cái những cái thước phim đó nó hư liên tục. Tại vì mọi người cứ bật cười hoài. Cho nên là em mới nhận ra được là ồ, hình như mình làm cái này nó mắc cười hả ta. Xong rồi từ từ thì em lại phát huy nó nhiều hơn chút xíu nữa. Em vẫn còn nhớ một cái kỷ niệm mà chắc đến tận bây giờ em sẽ không bao giờ quên được. Đấy chính là sau khi mà bước ra khỏi cuộc thi và em có tham gia một cuộc thi nữa là cặp đôi hoàn hảo. Thì trong cánh gà ngày hôm đó có một người phóng viên đi vào chụp hình. Và lúc đó thì em chưa hoàn tất về cái việc mà make up rồi mọi thứ của mình thì có xin chụp hình em và em nói là em chưa xong. Đến bao giờ xong thì em sẽ rất là thoải mái trong cái việc là cho mọi người chụp hình. Nhưng mà tại vì em đã bị lên sao xấu quá nhiều lần rồi nên em không muốn là cái hình ảnh của em không được chỉn chu. Thì cái người đó vẫn cố tình đưa máy lên chụp. Và em đã có một cái hành động đấy là chính là che mặt. Và ngay ngày hôm sau em bị lên một bài báo là Văn Mai Hương có còn thân thiện. Và cái tít báo đó nó mang theo cho em một cái tiếng là chảnh đến tận bây giờ. Chun đã từng rất thân với Isaac, Chun đã từng rất thân với Will và Esti. Nhưng mà khi mà tách khỏi 365 rồi á, ai cũng muốn là chứng tỏ cho những bạn còn lại trong nhóm biết được rằng không có các bạn á, thì mình cũng có thể tồn tại được. Ai cũng lao đầu vào trong 3 năm gần đây, lao đầu vào làm, lao đầu vào để tỏa sáng, lao đầu thì, cho đến khi tỏa sáng rồi thì ngay cả 4 đứa lâu không bao giờ 4 đứa hết trơn, chỉ 3 đứa là hết đát. Gặp nhau ở một cái event hay là một cái buổi tiệc nào đó để cảm thấy ngại ngùng, không biết nói gì giờ. Sao ngồi vậy? Biết nói gì bây giờ anh? Đó là màn sao? Tao vậy này giờ màn sao? Báo chí nó hết trơn rồi. Ồ vậy hả? Hỏi anh chị cho thừa thải nữa bây giờ. Để mà nói với Phạm Quỳnh Anh của thời kỳ trước thì em cảm ơn bạn ý. Bởi vì em biết là bạn ý rất cố gắng. Cái thứ hai là cảm ơn về tất cả những cái trải nghiệm đã có được trong suốt nhiều năm. Bởi vì rất nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ là trải nghiệm về ca hát mà còn là đứng sau hậu trường, sản xuất chương trình, rồi tiếp xúc với rất nhiều những ngôi sao của bây giờ. Và cảm ơn vì đã kiên định để có thể bước qua một khoảng thời gian, biết dẹp chính cái cá nhân của mình lại để tạo nên thành công chung của tập thể. Nếu nói cho thời gian trước khi mà người ta nhận ra đó là em thì đột nhiên là giọng em bị đớp. Em bị phát âm những chữ đờ, chữ thở này kia, nó lưỡi em bị ngắn. Thì nó vô tình nó tạo nên cái đặc biệt cái riêng của em. Có nghĩa người ta nghe vô là người ta biết đó là em. Và cái thứ hai gần đây thì nó 2-3 năm trở lại đây thì em hay rap thất tình. Em rap những thể loại về tình yêu mà kiểu đổ vỡ. Thì cái kiểu đó thì lại mang cái màu sắc riêng của em nữa. Thì em nghĩ đó là hai cái cách người ta nhận biết cái đó. Từ cho em nhớ lại tí. Tai nạn của em liên quan tới kịch bản. Kịch bản bay tùm lum, xếp tùm lum. Em vô em đã xếp lại rồi. Xong khi em bước ra mượn sửa tên tùm lum em ra em lật. Chết rồi, cái tờ đó đâu? Mà cái tờ tên đại biểu nữa thì làm sao mà mình bịa được anh? Em phải giả vờ em nói một cái điều gì đó nó không có liên quan gì rồi em xoay vòng em sắp lại thì cái chuyện đó nó cũng hơi là nguy hiểm. Mà cũng may là chương trình nó không có trực tiếp nên em có thể xử lý được bằng cách trì hoãn thời gian. Dạ em có cái nhục nhã nhất là lên sân khấu mà bị lọt sân khấu. Trời ơi, mình làm MC mình đạo mạo, mình lên những chương trình mà mình lọt một cái kỳ lắm luôn. Cái này là lúc đứng dậy phải rất thần thái nè. Sau sản xuất này cũng khó khăn là một số đặc biệt nữa nè. Đó là một khách mời mà để mời được vị khách mời này đến chương trình á, thì là ekip phải đến tận nhà và kể trước kịch bản và thuyết phục và nói tất cả mọi thứ bằng một cái sự tâm huyết cực kỳ lớn thì khách mời đó mới chịu đến. Không biết là vì sợ đến quay hay là vì thế nào nữa, anh Tùng có thể chia sẻ không? Như quý vị biết là Studio H9 hàng cuối tuần thường hướng đến các bạn khán giả trẻ. Tuy nhiên sau khi mà Tùng đi ra ngoài và gặp gỡ mọi người, Tùng mới biết được rằng là rất nhiều những khán giả lớn cũng yêu thích chương trình này. Và vì vậy chúng tôi quyết định là Studio H9 hàng cuối tuần sẽ không chỉ có những nghệ sĩ trẻ mà còn có rất nhiều những nghệ sĩ khác mà khán giả các lứa tuổi khác nhau đều yêu thích. Và trong đó có những nghệ sĩ gạo cội. Phải kể đến một nhân vật đặc biệt nhất, đó chính là kỳ nữ Kim Cương đã đồng ý tham dự chương trình này, mặc dù là về mặt sức khỏe là không cho phép. Tùng vẫn còn nhớ lần đó là Tùng đến nhà của kỳ nữ Kim Cương để phỏng vấn cho chương trình Miền Ký ức của HTV. Thì nhân tiện Miền Ký ức thì Tùng mời luôn tham gia chương trình này. Nhưng mà đến ngày hôm sau thì Tùng mới nảy ra ý định này và nhận được cái sự gọi là khích lệ từ ban biên tập cũng như là ban phụ trách của ban ca nhạc. Thì khi đó mình liên lạc lại, mình nghĩ là hôm qua cô mới gặp mình rồi thì hôm nay chắc cô cũng sẽ đồng ý thôi. Ấy vậy mà cô Kim Cương đã mời Tùng đến nhà một lần nữa để trò chuyện lại từ đầu tất cả mọi thứ và những cái căn dặn khi lên hình. Tùng nghĩ đó là một cái thái độ vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp của những người gọi là lát cờ đầu trong giới nghệ thuật của chúng ta. Thật ra tới bây giờ Tùng vẫn cảm thấy rất là vui vì sự có mặt của kỳ nữ Kim Cương trong chương trình này, bởi vì thứ nhất là minh chứng là cô rất tin. Cô rất tin chương trình thì cô mới đến, và thứ hai nữa rằng là cô đã dành rất là nhiều tình cảm cho HTV, bởi vì với sức khỏe của cô thì cô ngồi một chút là cô mệt rồi, và cũng chính vì là cô ngồi một chút là cô mệt cho nên đây đã trở thành một số ngoạn mục nhất là quay không hết toàn vẹn kịch bản. Đó là số duy nhất không quay đúng kịch bản, là bởi vì chỉ mới xong cái mật mã đầu tiên là cô Kim Cương chưa xong nữa, chưa quay xong cái phần đầu tiên là cô Kim đã tự động đứng lên đi về, quý vị ơi. Lúc đó Tùng cũng hơi chưng hửng, tại vì cô nói thôi giờ mệt rồi, không nói được, thôi nhiêu đã đủ rồi, thôi đi về, lần sau đó tiếp. Thì thật ra là mình cũng không thể cản được, tại vì sức khỏe của một nghệ sĩ lớn tuổi thì mình cũng phải chấp nhận. Mà may quá là cái cuộc trò chuyện đó mặc dù vẫn chưa hoàn thành xong, nhưng mà cũng có rất nhiều những cung bậc cảm xúc đẹp, đặc biệt là gợi nhắc những ký ức rất đẹp về kịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn cho tất cả quý vị khán giả của HTV. Chị có cái trăn trở nào muốn nói với là các nghệ sĩ trẻ không ạ? Sao là mấy em nói chứ không cần chị phải nói, dạ, không cần chị phải nói. Nhưng đã là một người nghệ sĩ chân chánh phải hiểu được một điều, trách nhiệm người nghệ sĩ không phải chỉ là mua vui bán cười cho thiên hạ, mà trách nhiệm của người nghệ sĩ phải làm sao cho cuộc đời nó đẹp hơn. Dạ. Chú Năm Châu hồi đó nói đó, người nghệ sĩ là kỹ sư tâm hồn. Dạ. Là làm sao cho người ta coi cái vở kịch của mình, người ta coi một cái bài hát của mình, người ta coi cái tư cách của mình, người ta sống đẹp hơn. Đó mới đích thật là chức năng của người nghệ sĩ. Và cái thưa quý vị, đó chính là câu nói mà trời ơi hôm nay tôi tự phải khen mình là tôi đã moi ra được. Chị Kim Cương nói câu này chúng ta vỗ tay cho ekip cuối cùng cũng đã đưa ra được cái câu nói mà em rất là mong chờ. Chị nói bởi vì chị nên nói thiệt với em là chị rất buồn khi thấy sau này có một số anh em tống hài hay là những cái kịch bản mà không có trao chuốt lắm, có dùng những cái câu mà không đẹp trên sân khấu. Thành đối với những người lớn á thì không sao, như em á thì em phân biệt được cái nào tốt xấu, nhưng cái thế hệ trẻ nó như cục bột vậy, nó thấy trời ơi cô nó diễn ha, cũng nói bậy bạ mà ta cười quá ha, hay cô săn quần, cô rượt chồng, cô đánh chồng như vậy mà ta người cha mẹ cũng vỗ tay cười, thì sẽ có một thế hệ phụ nữ săn quần, đánh chồng, rượt chồng như là thì thôi chuyện này dài lắm, thôi nói mà này mới có phần đầu của chương trình thôi, vẫn còn tiếp tục nha. Thôi mà mệt quá rồi, thôi. Vậy còn cái phần này chú bóc lột tôi quá à. Không còn cái phần này. Không chịu ha, ngừng lại luôn vậy hả? Vậy vỗ tay thôi. Cảm ơn quý em. Đâu phải là dễ mà có kỳ nữa tới đây. Bóc lột chị quá trời đất. Ôi, cảm ơn chị Vũ cũng có. Quý vị khán giả thân mến, với phần đầu tiên của chương trình Studio H9 hẹn cuối tuần, Tùng tin rằng chúng ta đã đi qua rất nhiều những chân dung nghệ sĩ, đã nghe rất nhiều những câu chuyện của họ, và chắc chắn một vài trong những câu chuyện đó đã trở thành niềm vui cũng như là ký ức đẹp của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và yêu quý những cái cung bậc cảm xúc cũng như là cuộc đối thoại của chúng tôi. Và bây giờ thì xin được phép mời quý vị cùng đến với bản kỷ lục của Studio H9 hàng cuối tuần dành cho phần đầu tiên, phần mật mã khách mời với những điều rất vui đến từ kỷ lục Guinness Studio H9 hàng cuối tuần. Quá quan trọng. Em thấy cái cách từ từ bạn sẽ hiểu. Đúng, cách bây giờ chị Giang phản biện, tức là bạn hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi. Không phải, tại vì thật sự là tất cả những người mà tổ chức ra lễ hội áo dài là mọi người đã rất tâm huyết rồi, và mọi người đã dồn hết sức của mình vào nghĩa là mình đã cố gắng hết sức mình có thể, mà những người khác vẫn cố chấp không hiểu thì là mình. Vì như vậy này, cái đẹp của thời trang nó không phải là cái vẻ đẹp của sự tuyên truyền bằng miệng. Đúng rồi. Anh không thể mọi người phải cảm nhận được bằng tâm hồn của người ta. Mặc cái này thì đẹp này, bạn thấy tôi không, bạn thấy tôi không ai có thể đi nói được vẻ đẹp của thời trang đó là vẻ đẹp bằng sản phẩm. Chúng ta chỉ có thể tuyên truyền bằng sản phẩm. Và khi mà chúng ta có những lễ hội như vậy là các nhà thiết kế họ có cái cơ hội để họ mang những sản phẩm đẹp nhất của họ lên trình diễn. Và khi đó thì nó sẽ tự lan truyền đi. Chứ chúng ta không thể nào cầm loa hay là nó đến từng nhà gõ cửa và nói là... Thật ra tôi còn thấy lễ hội áo dài nó giống như là một cái tuần lễ thời trang áo dài. Là mọi người mang áo dài đến để khoe với mọi người, đây, áo dài mới của tôi đây. Đúng không? Rất là kinh khủng. Chính cái việc mà ở hậu trường lại cho tôi một cơ hội là tôi đã bắt đầu quan sát cái thế giới thời trang vận động như nào. Đặc biệt đến New York Fashion Week thì tôi phải nói thật là tôi vô cùng choáng ngợp. Một cái guồng quay gọi là một ngành công nghiệp thời trang thực sự. Chính vì điều đó đã cho tôi một cái tầm nhìn, một cái ước vọng. Tôi bắt đầu nhen nhóm. Lúc đầu thì tôi nhen nhóm rằng tại sao Việt Nam lại không thể tổ chức một tuần lễ. Và tôi bắt đầu quan sát. Tôi quan sát cách họ vận hành như thế nào, từng bộ phận, từ việc make up, từ việc thử đồ, từ việc các bộ phận làm việc với nhau ra làm sao, từ người mẫu, từ nhà thiết kế, stylist, rồi hair stylist, vân vân. Tất cả những gì đằng sau hậu trường. Những chuyến đi đến tham dự các tuần lễ thời trang đã cho tôi một hành trang, đã cho tôi một tầm nhìn. Để ngày hôm nay chúng tôi đã có thể có được tuần lễ thời trang mang tầm quốc tế tại Việt Nam với tên gọi Việt Nam International Fashion Week. Em thấy rất nhiều vấn đề đó là cô A, cô B, cô C xinh đẹp lộng lẫy trong bộ sưu tập này, trong bộ sưu tập kia. Và đâu đó nhà thiết kế luôn luôn bị lu mờ với những cái tên của celeb. Đúng rồi. Với Trung Minh Phong thì có thể là đó là thời điểm đầu. Nhưng đối với bây giờ thì đến với show diễn của Trung Minh Phong là đến với những thiết kế của Trung Minh Phong. Và đó là một trong những cái điều mà Trung Minh Phong đã mất 5 năm để xây dựng cái điều đó. Để xuất hiện trong show diễn của Trung Minh Phong sẽ bước qua rất nhiều cái tuyển chọn khắt khe. Và như quay lại câu hỏi đó là cái quyền lực. Bởi vì Trung Minh Phong biết mình muốn cái gì, biết ai sẽ là nàng thơ của mình và phù hợp nhất với đồ của mình. Bởi vì chính vì mình có hiểu thật sự đó thì mình mới truyền được một cái tinh thần như mình mong muốn trong bộ sưu tập, chứ không phải là cái name của người mẫu đó. Tuần lễ thời trang trẻ em châu Á được em sáng lập và hình thành là lần thứ 3 cách đây 2 năm. Đó là một cái cơ duyên, bởi vì trong một cái lần em đi công tác ở Thái Lan thì em được xem một cái show thời trang và trong đó có con nít diễn. Thì tự nhiên khi mà ngồi xem cái chương trình đó em bật ra ý định là tại sao mình không thể tổ chức ở Việt Nam một cái chương trình nó được đầu tư một cách quy mô, được đầu tư một cách nghiêm túc và hoành tráng cho học trò của chính mình. Từ đó em đã ươm mầm và có một cái thai nghén, nảy sinh ra một ý tưởng là phải thực hiện một cái chương trình cho học trò mình. Khi mà nghe lời mời từ Anh Phúc á, thì em không nghĩ là đây là chương trình đang thai nghén đâu. Tại vì mọi thứ phải nói là khá là trơn tru từ những cái bước đầu và vừa chỉnh chu vừa trơn tru, vì mọi thứ chạy rất là tốt. Và thậm chí là khi mà mời được những nhà thiết kế nước ngoài như vậy thì em phải nói là nghe những cái lời tâm sự của Anh Phúc, em nghe em thấy không khớp với những cái gì mình nhớ. Tại vì đối với em chương trình là một chương trình rất là hoành tráng và thật sự là đối với em đó là một cái thành công. Chị là một kiệt tác của sân khấu và rất là thương chị, bởi vì chị phải phân thân ra trong vai trò vừa là diễn viên vừa là người quản lý. Nếu như chị không phải gánh vác, gánh gồng cái công tác kinh tế và quản lý thì chắc là sự nghiệp diễn viên của chị nó còn dữ dội hơn nữa. Vân không dám nhận chữ kiệt tác đâu. Vân chỉ đón nhận cái sự đồng cảm của bạn khi mà bạn hiểu được cái điều mà Vân phải là giống như phân thân. Thực ra cái câu mà em hỏi là có tiếc hay không, có chứ. Có những lúc ngồi suy nghĩ là Ví dụ như mình coi là những cái mà mình, những cái vai diễn hay là những cái gì mà mình đã làm á, mình tiếc lắm. Mình nói là nếu như mình không bị áp lực về tiền, không bị áp lực về cái vấn đề mà gọi là sắp xếp rồi đối chọi rồi ứng với lại thù trong giặc ngoài á, thì mình sẽ làm cái đó tốt hơn rất nhiều. Mình sẽ không bị mệt, mình không bị kiệt sức á. Lúc đó là Oanh nhận được là mẹ tắt thở rồi, thì mình bước vào cánh gà mà lúc đó còn trẻ quá, chỉ mới có hai mấy, đâu phải như bây giờ để mà mình đủ sức chịu đựng đâu. Thì Oanh cứ đứng mà bần thần, xong rồi cứ nghĩ rằng là chắc không đâu, chắc không phải. Vì 6 năm trời mẹ con gần nhau, nhưng mà tới cái lớp đó bắt buộc mình phải ra diễn. Chị ra chị diễn mà không biết sao chị nói khán giả cười mình, nước mắt chị nó cứ tuôn. Ngày hôm đó là có thể chị diễn xuất thần nhất. Ngay cả anh Việt Anh lúc đó, trời, bữa nay sao Kiều Oanh nó diễn nó sao mà nó duyên dữ vậy. Nhưng mà mình nước mắt mình cứ tuôn đập. Lúc đó mình còn nhớ Oanh đứng bên Quyền Linh. Anh Quyền Linh mới nói rằng là ủa Oanh hình như em khóc hả? Em khóc hả Oanh? Này nọ kia. Thì cái từ đó cái mình biến ra luôn, mình nói là là tại vì tôi tức Oanh quá. Giống như mình để mình giấu đi, là nói xạo đi, mình cũng không có trong lời thoại. Thành ra cái đó là cái mà Oanh đã trải qua một cách kinh khủng. Có điều gì đó nó cản bạn lại? Em thấy vậy nè, rất là nhiều người nói với em giống như là anh. Tất nhiên là những người làm trong ngành nghề, người ta biết năng lực của em. Nhưng thật sự á, em rất tự ti về bản thân. Em nghĩ mình không kịp để bắt đầu những gì em muốn. Trước đây khi mà song song cái việc mà em làm diễn viên á, thì khi ra trường em có làm casting, thì hơn ai hết em hiểu được là một nhà sản xuất người ta cần gì, một đạo diễn người ta cần gì. Em nghĩ là mình thiếu quá nhiều thứ. Em thật sự mất tự tin khi mà đứng trước một cái cơ hội lớn. Thì đó cũng có thể là cái rào cản của em, tự bản thân em thôi. Quý vị khán giả thân mến, những kỷ niệm đẹp về một mùa đi qua cùng với Studio H9 hẹn cuối tuần trên HTV chắc chắn sẽ còn rất nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những kỷ niệm này trong các số tiếp theo khi nói về mật mã giải trí và mật mã Weidu. Hy vọng là quý vị sẽ cùng với Tùng tham gia vào những số tổng hợp này để cùng nhìn lại một năm đi qua với tất cả những trách nhiệm, tình yêu của những người trong đơn vị sản xuất và biên tập của chương trình dành cho quý vị khán giả của HTV. Xin chào quý vị và gặp lại quý vị trong lần sau quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ bật mic cho quý vị biết những người vừa đặt câu hỏi của Tùng là ai. Tùng đến 1, 2, 3 quý vị nhớ nhìn liền nha, bởi vì sẽ không có thời gian để chiếu rõ những gương mặt ác quỷ này. 1, 2, 3. Xin chào.